nhắc chị chốn nổi ngày bài tàng tầm pháp tâm tòa thiền biết chúng ta có thể giúp chúng ta phổ pháp tâm tốt nhất khi chúng ta làm trao đổi nội nữ chấp chuyển chúng ta có thể giúp chúng ta phổ pháp tâm tốt nhất. Pháp tâm là quan trọng khi chúng ta nói nội tiền về tiền hàng và tiền ăn. Sau tôi đã nói về chủ đề bằng tiếng Việt. Tôi có thể gọi giúp từ tôi thấp rồi trao đổi nông nữ chú ạ trao đổi nông nữ chúng ta có thể giúp cũng nhau để có phát tâm tôn nhận chúng ta có thể cho cho chúng ta có phát tâm tôn nhận tôi đã nói về chủ đề bằng tiếng Việt tôi có phát tâm không nhận không tốt nhưng mà tôi tắt tua trao đổi nông nữ có thể cho tôi có phát thẩm tốt nhất nên tôi có thể cho tôi tắt tua trao đổi nông nữ ai học thiên hẳn tôi có thể giúp tôi thắc ai học thiền hành về khổ phát tâm tốt nhất khi chúng ta làm trao đổi nông nữ chấp chuyển chúng ta có thể giúp cùng nhau cúng nhau. Hôm nay tôi đã nói về giúp phát âm tốt nhất sau đó sau chúng ta nói về sau chúng ta né phát tâm qua tối tắc có thể giúp tôi thật về bộ phát tâm tốt nhất sống chồng chồng
Funny. So weird. Very weird. Nhạc chơi trên nỗi ngại vai tần tầm bắt tầm bắt tầm bắt tầm bắt tầm bắt tầm chú hiện đền chúng ta có thể chốt nhà bắt tầm nhưng chút hết chúng ta tan lắng chào rồi không sắp sức chào rồi đồng nữ chấp chuyến chúng ta có thể tao là một môi trường trung hóa và tạo từ việc nhận thức từ trạng bất tâm là phản trọng bất tâm 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 tôi đã nói về việc để là văn kiện tôi không thể chữ biết tôi đang gặp khó khăn những việc chào đổi và tạo nào nước để có phát tâm tốt hơn là gì chúng ta có thể làm. Chúng ta nên hỗ trợ của ai trong việc học phát tâm thì mỗi chữ đã hôn tất. Tôi sẽ tất ủng hộ và cố gắng hết sức để giúp của ai phát tâm tốt nhất có thể nên tôi có thể giúp cô ấy nhiều hơn. Nên tôi có thể giúp cô ấy nhiều hơn. Tôi đã nói về việc phát tâm, khi chúng ta trao tục mình từ tất đẹp và là không chấp nhận cái sắc chúng ta có thể chuyển nhau tốt hơn. Hôm nay tôi đã nói về việc phát trả và là việc phát tầm sáu sáu chỗ tôi nhận và làm sao cho tôi nhận. Hôm nay tôi đã nói về việc phát trả và việc tạo tuần chúng ta cũng căn trang chắc chứng của cả thì chúng ta có thể cảnh chủ sự kiện của tôi sẽ tập trung hộ và tập trung trước của ai hốc và tặng tôi sẽ tập trung trước trong